Rồi, hello chào anh em. Thì hôm nay đang đợi mentor đó. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái phần cái vấn đề dimension bên cái qubit nhé. Rồi, mình sẽ mở cái qubit lên. Rồi thì nó vô cái giao diện như thế này. Đây là cái phần cầu thang hai vế mình đang hướng dẫn em, còn một clip nữa là full rồi. Còn clip nữa mình sẽ bố trí thép ở bên bên thang này thôi. Còn đây công trình nhà phố mà 5x20 mình đã hướng dẫn anh em cái những cái video trước nhưng chưa chưa có full. Đợi nào khoảng 1.000 sub á thì mình sẽ hướng dẫn full công trình này, kiến trúc và kết cấu công trình này luôn. Còn những cái công trình này mình đang làm. Rồi thì có hai lựa chọn anh em vô, một là vô file, vô new, vô gz. Thì ở đây nó cũng sổ ra được cái phần template mình chọn thôi. Còn hai thì mình không vô đây, thì cái phần gz nó ở ngoài này thì mình sẽ chọn đâu chọn. Ở đây là ví dụ mình chọn là Access template, template kiến trúc ở đây xích chưa, anh em thích chọn nào cũng được. Rồi mình chọn Access nhé. Rồi nó vô như thế này, nó vô một giao diện như thế này. Rồi anh em nhớ là khi sử dụng những cái lệnh tắt á, mình chuyển cái chế độ tiếng Việt, tắt chế độ tiếng Việt nhé. Đây mình đang sử dụng chế độ tiếng Anh. Rồi mình sẽ sử dụng là WA vẽ tường. Giờ mình có một công trình như thế này, một cái phòng như thế này chẳng hạn. Ví dụ phòng tắm, phòng ở đây là phòng tắm mình là kích thước khoảng cỡ, ví dụ ở đây là lớn lắm bằng khoảng 26 thôi. 26 ở đây là ví dụ ở đây là 4 mét nữa. Đây một cái phòng cho ông rộng chút xíu đây, ví dụ ở đây mình sẽ chọn là 4 mét. 4 mét. Đây là nhiêu đây? Đây 4 mét hả? 4 mét, 4 mét thì vuông quá. Nhiều đây mình chọn 6 mét nha. Rồi mình sẽ đặt cái cửa ở đây, DR. Ví dụ như thế này đi. Rồi, có vấn đề ở đây, ví dụ mình để ý, có anh em gặp có anh em nào mà khi ấy gặp cái trường hợp này chưa? Lắm bây giờ mình để ý thử nhé. Khi mà anh em thấy nào, cái này mình muốn bắt bắt phía ngoài nhưng không được, nó chỉ bắt tâm. Đó, đó các em thấy không? Chỉ bắt tâm. Thì vấn đề nó là gặp ở đâu? Vấn đề nó nằm ở đây. Cái quân nè nha, anh em chọn cái phần phay ở ngoài đó. Bây giờ mình bắt thử nè, anh em thấy nè, đó cái đường beam của mình nó như thế này. Có anh em nào gặp trường hợp này chưa? Thì bây giờ mình sẽ xóa này, rồi mình lấy lại nha, đi rồi mình sẽ chỉnh anh em lại. Cái phần này là mình chỉnh là continue nha, dimension screen type nè, nó chẳng qua cái loại kích thước thôi, mình sẽ chỉnh là continue. Ok. Rồi mình sẽ ở đây một cái đoạn dim là dim chi tiết, rồi dim ở ngoài này là dim tổng, một dim chi tiết, dim tổng mình sẽ chỉnh cái thằng dim chi tiết này. Rồi mình sẽ duplicate nó, nhân bản nó, giờ mình để ra dim dim ngắn chẳng hạn. Thì dim này có hai loại, dim một dim ngắn, hai dim dài. Dim ngắn là thường là để dim chi tiết, còn dim dài dim tổng ở ngoài. Rồi dim ngắn ok. Rồi ở đây đi trên line, ở đây anh em thay, anh em chọn là continue nhé. Ở đây là clear thay là mình sẽ chọn add, add là cái cung. Cái phần này là như thế nào, cái phần này nó cũng khó, nó cái phần này cái từ điển là little thay này, mình dịch ở bên đây nó ra nghĩa mình cũng chả hiểu nhưng nó như thế này. Rồi đây mình ok, em thấy khi mình bấm vào một cái chữ nào á, anh em thấy có cái thằng này ở đây không chưa nha.
mình dừng video mình lại chút. Đó, anh em thấy cái chỗ này không? Cái nút này nè. Đó, cái nút này là nó là leader đó. Leader đó. Leader ở đây là lãnh đạo, mà trong đây mình không biết cái từ đó là sao. Đây. Như mình bấm này, mình kéo ra. Đó, anh em thấy không? Nó có một cái đường like theo cái test của mình. Đó, nó có, anh em kéo ở đâu thì cái đường like này nó sẽ dài tới đó. Đó, thấy không? Kéo ở đâu dài tới đó. Vậy thì cái đường like này mình tắt nó nằm đâu? Ở đây leader nè, có hai lựa chọn, là một cái leader nằm thanh như đây. Hai, cái leader nó nằm ở bên thanh property ở đây. Nên em tích ở đâu cũng được. Bây giờ mình tích ra bỏ thì cái đường like này nó bị ẩn đúng không? Mình bật lại đây. Bật lại thì nó nằm đây. Rồi, cái đường like bây giờ xuống giờ tôi không thích cái đường like này ở này, nó kiểu kiểu cung ạt này. Mình tôi thích nó cái dạng đường đường thẳng thì chỉnh đâu. Đây có hai loại nha, đi được thay nè, đây là ạt nè. Ạt là dạng cung. Còn đây mình chọn là cái đường like. Cái đường like ví dụ mình apply thử nha. Thì nó một dạng một cái đường like thẳng như như thế này. Rồi, nhưng đây cái phần này không quan trọng. Apply. Mình sẽ đưa đưa này về lại. Rồi, bấm vô cái thằng đêm đêm ngắn nha, cái phần nè mình đã chỉnh lại đêm ngắn này. Thì anh em lưu ý ở đây nha mình, cái phần nè thích mắt ở đây mình chọn là đây DR3 mm thích mắt này. Ở này, đây đây là cái gì, cái phần này nè, cái phần đường chéo này thôi ha, cái phần đường chéo này đi, rồi mình chọn đường chéo thì đây mình chọn đây là 3 ha. Rồi mình sẽ apply nó, mình qua cái thành manager mình sẽ để chỉnh đó. Rồi manager nữa, em chọn là setting, em chọn đây là around head. Thế đây mình sẽ chọn nè, cái phần ở bên kia phải chọn chọn đây không. Rồi anh em chọn đây nè, around time nè, mình cũng chọn cái đường dim ha, cái đường chéo này. Đường chéo này mình sẽ chọn đây là 2 thôi, 20 mm thôi. Đường chéo này nè, đường chéo này chọn 20 mm thôi. Đó, anh em thấy nó ngắn lại chưa? Đó, anh em thấy ngắn lại ha. Rồi mình vô là chỉnh tiếp. Rồi, edit. Ở đây mình lưu ý cho mình ở đây. Cái phần ở đây width line control. Mình sẽ chỉnh này về fit to the line, dimension line ha. Ở đây fit to dimension line là cái dạng nó nghĩa như là đã sửa với được kích thước nãy giờ mình sửa, thì mình bấm cái này thì nó sẽ đi theo mình apply. Còn là width line len, width line len là cái đoạn dim chứ anh em, cái dim nó nhô ra đây nè. Mình sẽ chọn ở đây là 4. Còn phần ở trên, cái phần nào width line extension là cái đoạn ở trên này, mình sẽ chọn đây là 2 thôi. Mình apply thử có những gì xảy ra nha. Đó, anh em thấy cái đoạn này nó kéo dài xuống và đoạn này nó bị giật lại ha. Rồi tiếp ở đây là color, chẳng qua là cái màu sắc thôi. Ví dụ này mình chọn ha, màu đỏ chẳng hạn, mình apply thử thử ra ngoài thử có những gì xảy ra. Anh em thấy nè, cái đường dimension của mình á thì nó đây màu đỏ theo rồi, nhưng không ai mà để cái đường dimension kỳ cục của này ha. Mình đã chọn này là mình chọn này về là black ha. Ok, apply. Rồi cái phần test cái này width factor chẳng qua là cái đường test anh em, cái bề rộng cái thằng test này nha. Giờ đây mình nhập là 1.5, mình apply thử. Đó, anh em thấy nè, cái bề rộng thằng test này nó gọng ra đúng không, cái test mà nó gọng ra. Còn underline là cái đường gạch dưới cái đường test mà đó, thấy có đường gạch dưới không nè. Còn italic là chẳng qua cái chữ nghiêng này. Đó, anh em thấy chữ nghiêng không. Còn bold là chữ đậm mà thôi, đậm lên ha. Còn test size là cái kích thước chữ mình. Test size mình chọn đây là 1.8, apply. Đó, anh em thấy cái kích thước cái chữ mình nó nhỏ lại đúng không.
Rồi còn đây là test offset, là cái phần test này nè, cái phần test này nó giống lên so với đường đi mình cái đoạn bao nhiêu mà thôi. Ở đây là mặc định nó là 1.75 thì mình sẽ chỉnh này lại về khoảng 0.8 thôi. Là anh em thấy cái đường test là bị kéo xuống đúng không? Còn là test background, test background ở đây là office wear. Office wear là cái nó nghĩa là cái dạng mờ, nhưng cái này mà anh em chưa thấy đâu. Giả sử mình chỉnh cái tường này lại đi, mình sẽ edit cái tường lại thì anh em thấy nó rõ hơn. Như đây mình tăng lên đoạn 400 đi. Rồi cách phát tăng, ở đây mình chọn solid luôn, thấy cho nó rõ. Ok, apply một lần nữa. Ok, rồi mình sẽ chọn này về final đó. Nè hồi nãy á, anh em thấy là cái thằng nào, cái thằng test mình ở đây, đây mình chọn cái nền hay background, chẳng qua cái nền nó chưa test mà thôi. Đây cái background này mình chọn á, đâu cho background mất tiêu rồi. Đây test background nè, mình chọn earthquake đúng không? Bây giờ giả sử mình kéo, thằng này đó, mình kéo thằng này xuống này, em thấy là có vấn đề xảy ra nha. Em thấy cái tường của mình, nó phải nó bị mờ đi ngay cái chỗ đoạn test thôi nè đó. Thì ở đây đây cái chẳng qua đó, nghĩa test background là vậy đó. Nhưng giả sử bây giờ mình chọn, không chọn chọn đây ở phía quen, mà mình chọn là cái dạng dạng này chẳng hạn, general. Ở đây là trong suốt ha, ở đâu trong suốt thì anh em thấy nè, cái tường của mình nó không bị mờ. Rồi mình sẽ chỉnh lại. Rồi anh em lưu ý nè, đối với cái kích thước mình á, không cần cái chữ gạch dưới, cái chữ này là nó không cần nghiêng nha, không cần nghiêng mà cũng không cần tô đậm, nên anh em bỏ bàn này, apply nè, như vậy ha. Còn cái test background này á, thì anh em chọn này là mình là upwear, apply nè. Rồi thì đối với thằng này anh em lưu ý cho mình cái dạng như vậy thôi. Thứ nhất là cái điểm ngắn của mình nè, đúng không? Cái điểm ngắn, cái phần nhô ra dưới này nè, đâu nó là width line length. Còn phần ở trên, này chẳng qua là vanish line extension là ở trên. Rồi mình vậy là mình đã tạo được được cái điểm ngắn. Rồi bây giờ mình sẽ hiệu chỉnh cái điểm, dài này. Cái điểm dài này mình sẽ vô mình chỉnh lại ha, mình duplicate nó lại. Mình để nãy điểm ngắn đúng không? Ở đây mình để điểm điểm dài. Ok. Đối với kích thước ở điểm thành anh em lưu ý là khoảng tạo khoảng hai cái điểm ha, hai điểm đủ rồi. Một điểm ngắn, hai điểm dài là đủ sơ với công trình của mình rồi. Rồi đây mình dimension size mình vẫn chọn continue. Leader mình vẫn chọn là add ha. Ở đây mình sẽ giữ giữ nguyên này. Hai điểm size ở đây mình vẫn chọn là 3. Rồi mình sẽ chọn manager này, mình chỉnh lại. Rồi hết. Ở đây nè, mình sẽ chọn này là chọn cái gì đây? Đi arrow gì đó, mình tiếng Anh mình đọc không chính xác ha. Nè, đây mình cũng chọn vậy, ở đây mình chọn hai. Ok, giống vậy luôn. Rồi, bấm ra mình chọn mình hiệu chỉnh này lại. Thằng này nè, position line control nè, anh em chọn đây. Chỉnh này là fit to dimension line. Cái thằng này đi dài thì cái phần la la nó dưới đây mình sẽ dài hơn đúng không? Mình sẽ dài hơn. Thì ở đây mình chọn là 7. Ở đây là width and line tension là cái đoạn ở trên đúng không? Đoạn ở trên nha. Mình sẽ sửa là mình chọn là 2. Để nó giống giống như đoạn này, nó bằng đoạn này luôn, mình apply thử nha. Đó, thì này mình thấy không? Rồi thứ hai ở đây, ở đằng này mình color vẫn chọn là black nha. Còn thằng này width and line đây mình chọn là 1.5. Apply. Thấy nó rộng ha. Analyze không chọn, Elastic không chọn, Bond không chọn, Test Size, mình chọn là 1.8. Còn Test Offset mình chọn là 0.8. Thằng này Test Phong vẫn chọn là Arial. Cái thằng này Test Phong thực chất là anh em muốn chọn gì anh em chọn thôi. Nhưng đây mình không hiệu chỉnh, mình theo mặc định nó là Arial. Còn ở đây Test Background, Test Background là cái nền, test của mình vẫn chọn là Offset. Rồi
apply. Ok đó, vậy mình đã được được cái dim ha. Khi bây giờ mình đã dim á, thì dim đi thì ở đây mình sẽ có hai lựa chọn. Một là mình cái dim dim ngắn hay dim dài thôi, đúng không? Ví dụ ở đây mình chọn là dim ngắn này, mình dim đây, dim đây, 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 kéo qua thử em thấy nè. Thì cái phần dim này nó không có kéo theo, đúng không? Đó, muốn kéo đọc rồi. Còn hồi nãy mình chưa hiệu chỉnh thì mình kéo ở đâu, thì cái đoạn chân dim nè nó vẫn dính liền với cái công trình của mình. Rồi một con một cái ở đây nữa mình chỉnh trên là dim dim dài đó, kích thước ở đây đừng giống đây kéo nhé. Đó, ha. Rồi ok anh em, rồi anh em nào có cùng sở thích với mình có thể là gia nhập với mình cái nhóm này Revit miền Tây. Đây mình bị mới bị chém đá ở cái phần ở bên Revit VN ha. Đối với mình cái nhóm của mình không bao giờ có vụ ném đá nó xảy ra ha nè. Rồi có thể gia nhập mình, nhưng trước khi nhập ở trong đây mình sẽ đặt hai câu hỏi thì anh em trả lời nha, còn không trả lời thì mình sẽ không chấp nhận. Ở đây có 102 người muốn gia nhập nhóm nè, nhưng trả lời mình chả hiểu cái ý này như thế nào nên mình chưa chấp nhận. Rồi đó mình nhắc lại cái nhóm mình không cần nhiều nha, không cần nhiều đâu, không cần nhiều thành viên như mấy chục ngàn bên kia, mình chỉ cần những anh em mà có chung sở thích là được rồi nha. Rồi chào anh em.